Như những video lần trước, An đã chia sẻ với các anh chị về giải pháp mạng không dây dành cho doanh nghiệp hoặc là hộ gia đình. Thì đối với một số doanh nghiệp hoặc hộ gia đình có thêm nhu cầu chia sẻ đường truyền mạng để người ta có thể kết nối cùng một lúc nhiều thiết bị cố định, ví dụ như là 5PC, 10PC, 15PC hoặc cao hơn là 20PC, thì đâu sẽ là giải pháp để mình có thể giải quyết vấn đề đó. Thì hôm nay An có mang đến cho các anh chị một trong những giải pháp của D-Link về bộ chia sẻ mạng. Những bộ chia sẻ mạng này có gì đặc biệt thì xin mời anh chị và các bạn xem video này cùng An nhé. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với công nghệ chính nhân. Thì như anh chị và các bạn đã thấy trên bàn, An có mang đến 4 sản phẩm cơ bản của D-Link. Đây là những giải pháp về bộ chia sẻ mạng mà mình sẽ giới thiệu trong video này. Và đối với những doanh nghiệp mà có nhu cầu về chia sẻ đường truyền mạng để cho các máy con có thể cùng một lúc truy cập vào đường truyền mạng để mình có thể xử lý cho công việc, thì mình sẽ sử dụng những thiết bị này. Thì đối với giải pháp này thì D-Link có chia ra làm hai loại cơ bản. Thứ nhất đó là loại bộ chia sẻ mạng có tốc độ là 10/100, và loại thứ hai là loại cao cấp hơn, thì nó sẽ là loại 10/100/1000, hay còn gọi là loại switch gigabit. Thì đối với doanh nghiệp của mình, ví dụ như mình có sử dụng khoảng 5PC, thì khi mà mình muốn cả 5 cái đều có thể kết nối mạng có dây vào hệ thống để mình có thể sử dụng đường truyền internet, thì mình sẽ mua những loại, ví dụ như loại này switch có 5 port, thì mình sẽ cắm vào 5 cái cổng ở phía sau để mình có thể kết nối mạng vào mạng của công ty để mình có thể sử dụng. Và ngoài ra cao hơn loại 5 port thì nó sẽ có loại 8 port, và cao hơn nữa thì nó sẽ lên loại 16 port, và ngoài ra thì nó còn có thêm loại 24 port. Còn đối với một số doanh nghiệp lớn thì khách hàng còn có thể sử dụng những loại cao hơn, ví dụ như 48 hoặc là 50 port, thì khách hàng cần thêm nhiều tính năng, thì đó là những dòng cao cấp thì An sẽ giới thiệu ở video sau. Còn hôm nay An sẽ mang đến cho anh chị những loại switch cơ bản mà mình sẽ sử dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc là hộ gia đình. Thì đối với lại doanh nghiệp hoặc là gia đình của mình, khi mà mình đăng ký đường truyền mạng với lại nhà mạng, mình đăng ký đường truyền có tốc độ tối đa khoảng 100 megabit trên giây, thì khi đó mình sẽ mua những loại switch, những loại bộ chia mạng có tốc độ là 10/100, thì khi đó mình sẽ sử dụng được tốc độ tối đa của nó là 100 megabit trên giây. Còn đối với những doanh nghiệp hoặc là hộ gia đình, khi mà mình đăng ký với nhà mạng, tốc độ đường truyền mạng mình đăng ký gói cao thì có tốc độ nó cao hơn 100 megabit trên giây, thì khi đó mình sẽ mua những loại switch nó có tốc độ cao hơn, ví dụ như là loại cao là 10/100/1000, hay còn gọi là switch gigabit. Thì khi đó mình sử dụng những loại switch đó, nó sẽ phù hợp và nó sẽ đáp ứng được cái tốc độ truyền mạng cao hơn là loại 10/100. Thì đối với những loại switch như anh chị thấy ở phía trước là nó có sẵn 5 cái đèn, ví dụ như loại 5 port nó sẽ có 5 cái đèn. Khi mà mình cắm đường truyền mạng vào những cái port phía sau thì đèn nó sẽ sáng. Và khi mà mình sử dụng, trong lúc mình sử dụng, đèn nó sẽ chớp hoặc là nó sẽ chuyển về màu cam. Thì khi đó mình sẽ biết là đường truyền mạng ở cổng số máy, ví dụ như cổng 1245, thì mình sẽ biết cổng số máy nó sẽ gặp sự cố và mình sẽ xử lý được vấn đề đó. Thì tương tự ở loại 8 port thì nó cũng giống như vậy. Ở đây nó sẽ có 8 cái đèn và phía sau nó sẽ có 8 port. Lên các loại 16 port thì ở phía sau nó cũng đủ 16 port, và phía trước nó cũng đều có đèn. Nói chung là tất cả các loại này thì khi mà mình mua, mình sử dụng, thì mình chỉ cần nhìn vào đèn, nhìn vào tín hiệu là mình biết được cái cổng mạng nào đang kết nối ổn định hoặc là cổng mạng nào đang có vấn đề để mình có thể xử lý. Thì đối với những dòng switch của D-Link thì hiện tại đang có giá, ví dụ như loại 5 port mà loại 10/100 thì có giá thị trường chỉ khoảng tầm 155.000. Còn loại cao hơn, ví dụ như loại 8 port thì nó sẽ có giá là 210.000. Ngoài ra những loại như 16 hoặc là 24 port thì giá nó sẽ cao hơn những loại này một xíu. Còn đối với những loại mà cao cấp hơn, ví dụ như loại là gigabit switch, thì loại 10/100/1000 thì giá nó sẽ cao hơn những loại này. Cái đó là tốc độ nó sẽ nhanh hơn so với những loại 10/100. Thì những sản phẩm này đang được trưng bày và được bày bán tại showroom của chính nhân ở 245 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1. Nếu mà các anh chị có nhu cầu cần tham khảo sản phẩm thực tế ở ngoài thì mình có thể đến showroom, hoặc ngoài ra mình có thể truy cập vào website của chính nhân ở địa chỉ chinhnhan.vn để mình có thể tham khảo sản phẩm trực tiếp online ở trên web. Và hoặc là nếu mà các anh chị còn có thắc mắc về các giải pháp về mạng, để mình sử dụng loại nào cho phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp của mình, thì mình có thể nhấc điện thoại lên, mình gọi trực tiếp cho đội kinh doanh của bên chính nhân, thì đội kinh doanh của chính nhân sẽ tư vấn kỹ hơn về các sản phẩm cho anh chị và các bạn để mình có thể mua được những sản phẩm phù hợp nhất đối với doanh nghiệp của mình. Thì xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã cùng An tham khảo video này. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn ở những video lần tiếp theo.